VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Nè, ngồi đi. Được rồi, đừng nhăn mày nhăn mặt nữa. Yên tâm, Nam Hương Nguyễn không có ý xấu đâu. Sau này cô sẽ quen. Ai mà muốn quen đâu chứ. Đúng là căn da bụng thì trùng da mắt mà. Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi. Hả? Đi. Ê nè, được chứ, ai là vợ chứ? Mệt chết đi được à. Ngươi muốn làm gì đây? Cởi giày đi ngủ. Không phải, ngươi ngủ ở đây rồi ta ngủ ở đâu hả? Cô muốn ngủ bên trái hay là ngủ bên phải, cứ tự nhiên chọn. Cái tên vô lại này, ngươi lập tức cút đi cho ta. Vậy ta phải ngủ ở đâu? Ta mà kệ ngươi đó. Nếu ngươi không ra ngoài hả, ta sẽ chết cho ngươi coi. Ê, đừng. Được, ta đi. Ta đi là được phải không? Ta chết. Bảo Gia à, tối rồi sao cậu không đi động phòng vậy? Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mà. Ngàn cái đầu ngươi á. Mặc dù nói chúng ta là thổ phỉ, nhưng cũng phải biết suy nghĩ chứ. Chưa thành thân thì sao có thể động phòng được. Ngày mai đi dành một số đồ nữ nhân cho ta, yên chi, phấn nước các loại gì đó, có biết không? Được. Vậy ngươi ở đây canh chừng, không canh được ta sẽ hỏi tội ngươi. Dạ được. Tránh ra. Mình phải mau chóng nghĩ cách thoát thân. Hình như tiểu Bảo Gia thật sự thích mình, nói không chừng lợi dụng hắn sẽ có thể thoát được. Dạ, tôi đến rồi. Điều tra được gì rồi? Mấy ngày trước, trên đường phố Thanh Châu xuất hiện một kẻ điên. Lúc thần trí bất ổn, hắn có nhắc đến việc giết hại Mai phu nhân. Tôi đã phái người bắt hắn lại rồi. Người đó lai lịch thế nào? Hắn là Trần Lão Điên, người Thanh Châu, tính tình điên cuồng, không ác không làm. 10 năm trước biến mất ở bản địa, gần đây lưu lạc về lại Thanh Châu. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn điên loạn, không thân không thích, ngày thường sống dựa vào ăn xin. Còn có gì nữa không? Hắn nhắc đến lại lão bác của cái bang. Người này chuyên môn tìm người móc nối. Tôi tra ra được 5 phu nhân bị hại. Hắn làm sát thủ cho Võng La Hắc Đạo. Bây giờ hắn ở đâu? Nghe nói hắn sẽ xuất hiện ở làng bên cạnh miếu thổ địa. Tôi đã phái người theo dõi rồi. Nhất định phải bắt sống hắn về gặp ta. Dạ.
Dạ Linh Hiệp, chúng ta cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, cùng nhau. <笑>越遮住了，越斑驳了，我珍藏的记忆，追着月光说，我等你。 Sương, loại người gì vậy chứ? Quận chúa, quận mã gia, ta đến hầu hai người rửa mặt đây. Được, vào đây đi. Chuyện gì vậy? Còn không phải gì, ta ngủ dưới đất nên làm người ta sợ hay sao? Hai chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng đi nha. Cô đi 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 đi. Nói đi, cô giấu quần chúa ở đâu rồi? Ta không biết quận chúa của các nói, người ở đâu đâu. Quận chúa đâu? Ta không biết thật mà. Cô có nói không? Cô có nói không? Cô có nói không? Như ta từng gặp quận chúa ở Như Ý Lâu á. Sao cô lại gặp quận chúa ở Như Ý Lâu chứ? Các người nghe ta nói có được không vậy? Ta chỉ là một người mãi nghệ thôi mà. Để trả nợ cho cha ta, ta mới bán mình vào trại thổ phỉ Thanh Long làm phu nhân. Sau đó ta được đưa vào Như Ý Lâu tắm rửa rồi mới lên núi, nên ta mới gặp quận chúa. Sau đó ta ngơ ngơ ngác ngác thành thân cùng Mai Tam Thiếu. Ta thề nếu ta nói dối nửa câu sẽ bị sét đánh ta. Quả nhiên là quận chúa đào hôn. Đào hôn? Hoàng thượng ban hôn cho quận chúa với thiếu tướng quân. Đào hôn chính là tội khi quân đó. Tội khi quân sao? Tội khi quân có nghiêm trọng không vậy? Sẽ bị giết cả nhà đó, tru di cửu tộc. Cô đừng có khóc, biết đâu còn có cách khác. Trừ khi cô đóng giả quận chúa, cho tới khi chúng ta tìm thấy quận chúa. Ta không làm đâu. Mai phủ, Cửu Dương phủ, cô và cha cô nữa, tất cả mọi người sẽ phải chết. Ta đi khắp giang hồ nhiều năm như vậy, cô đừng có hòng hù ta. Sở Dân à, đừng mà. Bỏ ra. Được, ta giúp cô được chưa? Phiền phức quá. Nhưng mà các người phải đồng ý với ta một chuyện, đó là phải tìm cha ta giúp ta. Ta đồng ý. Đều tại đêm qua ngủ say quá. Được rồi, ta là nô tỳ thân cận của quận chúa, ta là Sở Dân. Quỳnh ấy là thị vệ thân cận của quận chúa, tên là Thu Qua. Còn cô tên gì? Gọi ta tiểu hoàng tử là được rồi. Ờ, cũng không thân thiết gì đâu. Tiểu hoàng tử, cô cũng đừng lo, Mai Tam Thiếu này không nhìn thấy gì đâu. Ở đây lại không có ai biết mặt quận chúa. Cô đó chỉ cần làm theo chúng tôi là sẽ không sao đâu. Được rồi. Còn có chuyện này nữa, cô với Mai Tam Thiếu đó có động phòng chứ? Sao có chuyện đó? Hơn nữa hắn ta cũng không muốn thành thân với quận chúa mà. Vậy sao được chứ? Tiểu hoàng tử, xin cô đó, nhất định cô phải giúp giữ mối hôn sự này cho quận chúa. Xin cô đó. Chuyện này không có dễ đâu, hắn ta nói rồi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, phu thê trên danh nghĩa chứ không phải là thật. Ta thấy có khi hắn ta đang nghĩ làm sao để có thể bỏ quận chúa đâu. Phải bảo vệ chúng ta, cô phải bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Chỉ cần cô chịu nghe lời, nhẫn nhịn mọi chuyện thì Mai Tam Thiếu sẽ không thể bỏ chúng ta.
không được đâu. Lỡ như Mai Tam Thiếu yêu ta thì sao đây? Chỉ kêu cô giả quận chúa thôi, chứ có phải là quận chúa thật đâu. Mai Tam Thiếu này sao yêu một người mãi nghệ được chứ? Được, cô nói cũng đúng. Ờ, có điều các người tìm cha ta giúp ta nha. Ừ, ta đồng ý. À mà khoan, cô không được động phòng với Mai Tam Thiếu. Ờ, có biết chưa? Nói cái gì vậy chứ, có nam nhân kìa. Ờ, vậy chúng ta mau đi thôi, Mai Tam Thiếu đang đợi đó. Ờ, Tư Hằng à, để ta lau mặt cho phu quân ta là được rồi. Dạ phiền quận chúa. Sao cô mạnh tay vậy chứ? Ta lau mặt cho phu quân mà. Không làm được thì để Tư Hằng. Ấy, một đại nam nhân như vậy ra tay không biết nặng nhẹ. Những chuyện như vậy thì nên để ta, à không, nên để cho nương tử của ngài làm cho. Quận chúa lần đầu làm vậy, mong quận mã gia thông cảm cho. Thông cảm nha. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, mặt của phu quân ta cũng chính là mặt của nương tử. Mau tới đây. Phí mất cái mặt đẹp như vậy, không biết tốt xấu. Nếu không phải vì xảo dân, cô nương đây không thèm hầu. Ngươi đang bị sốt hả? Không có. Vậy sao mặt ngươi lại nóng quá vậy? Tôi đủ rồi, lau nữa rất gian giờ. Được, vậy xin hỏi phu quân, người có còn yêu cầu gì khác hay không? Đổi đai lưng cho ta. Được thôi. Mời. Thấy sao hả phu quân? Không thoải mái, đổi. Cái này thì sao phu quân? Chất da không tốt, đổi. Sợ không thích, đổi. Còn cái này thì sao? Cô bị điên hả? Mới tân hôn có một ngày đã định giết phu quân rồi. Không có mắt nhìn để ta tự làm. Cái này đi. Ừ, cũng thơm đấy. Đây là cái đầu tiên mà. Vậy hả? Vậy ta có mắt nhìn đó. Chào buổi sáng Tam thiếu gia, quận chúa. Chuyện gì? À, tướng quân thương quận chúa đừng sao mệt mỏi, nên miễn hai vị không cần đến hỏi thăm. Dạ yến buổi trưa chỉ cần kính trà là được rồi. Được, ta biết rồi. À, vậy tưởng nhân xin luôn. Làm gì vậy? Để bảo toàn tính mệnh của ba người chúng ta, từ bây giờ cô phải tập huấn đặc biệt. Học cái gì chứ? Học cách trở thành một quận chúa. Mời phụ thân uống trà. À, dân hai tay. Mời phụ thân uống trà. Chân phải vững. Cao hông lên. Cuối cùng, trời đất ơi, sao mà gấp như vậy được? Phải gấp từng cái một. Bà đây không làm nữa. Đây là việc cho người làm hả? Giả đó là giả hết, có làm sao cũng không thành thật được. Thôi thôi thôi, tiểu hoàng tử, ta nói thật chuyện này với cô. Cô với quận chúa có nhiều điểm giống nhau lắm. Hả? Thật sao? Cụ
cũng có người từng nói là ta rất có khí chất đó. Đúng quá, vậy nên cô đóng giả quận chúa cũng là chuyện dễ ẹt thôi mà, đúng không? Nhưng nếu bị lộ trong gia yến thì phải làm sao đây? Theo kinh nghiệm của ta thì chỉ cần ngồi thẳng lưng, ăn ít cũng như nói ít, chắc chắn cô có thể qua được. Những việc khác thì cô làm theo ta ra hiệu là không thành vấn đề hả? Được không đó? Đương nhiên là được, ta là người bên cạnh quận chúa, ta nói được là được. Vậy cô đọc lại kinh nghiệm của ta thử coi. Lưng phải thẳng tắp, phải ăn ít cũng như là nói ít nữa. Đúng. Á, à, cha ta sao rồi? Ta đã tới sòng bài Bồng Lai tìm nhưng không thấy cha cô. Vậy cha ta đang ở đâu? Có khi nào gặp chuyện rồi không? Yên tâm đi, chúng ta qua được cửa này đã, giữ được cái mạng, sớm muộn gì cũng tìm được cha cô thôi. Bên Lại Lâu Bác có tin gì không? À, vẫn chưa có. Người của A Nhu vẫn đang theo sát. Thiếu gia, gia yến sắp bắt đầu rồi, chúng ta chuẩn bị dần là được. Làm gì vậy hả? À, đợi chút, đợi chút. Phụ quân, để ta đỡ người đi nha. Không cần, cô tránh ra đi, ta tự đi được. Không sao, ta khỏe lắm. Hơn nữa, chăm sóc phụ quân là trách nhiệm của ta mà.